Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 0972209844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tôi từng phá sản. Khoảng đầu những năm 2000, khi cái tên của ông bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, tính đến nay cũng đã 17-18 năm, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một câu hỏi. Câu hỏi không cao siêu mà chỉ đơn giản rằng: thưa ông Phạm Nhật Vượng, ông là ai? Là dân, là người dân. Ông Phạm Nhật Vượng cười. Hồi ấy, người ta đồn tôi là mafia ở Nga về. Chán không thấy mafia, không thấy chém giết gì thì đồn là buôn ma túy. Sau mãi không thấy manh mối gì thì mới đồn sang cái khoản chết chóc. Mỗi năm dư luận đồn mình chết một lần, thậm chí tới vài lần. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi đi học ở Liên Xô rồi ở lại làm việc. Bắt đầu khởi nghiệp thực ra là từ năm thứ 3 đại học. Ở Moscow tại Dom 5, mình cũng đi thuê một cái phòng để bán hàng. Nhưng buôn bán kém, cứ càng buôn càng lỗ. Sau đó mới mở cái nhà hàng tại Dom ấy luôn. Đến đoạn sau thì nhập hàng từ Việt Nam sang. Hồi ấy buôn áo gió là đỉnh điểm, ban đầu kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng cuối cùng cũng mất sạch, phá sản luôn ấy. Vì khi thị trường đi xuống, mình cũng phản ứng không đúng và không kịp. Sinh viên đã có kinh nghiệm gì đâu nên mới bị phá sản. Khi rời Moscow đi xuống Kharkov thì vẫn còn nợ tới 40.000 đô la Mỹ. Thưa ông, từ thất bại đó ông rút ra được điều gì? Mình nhạy cảm hơn với thị trường, mình ăn đòn nhiều nên khôn hơn. Thưa ông, tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng của Việt Nam nhận định như thế nào về tiền? Tiền là công cụ, là phương tiện của mình làm việc. Trong người tôi không bao giờ có đồng nào. Khi đi ra ngoài cần tiêu gì đấy thì lại phải mượn tiền lái xe. Thưa ông, gia đình có ý nghĩa như nào đối với ông? Gia đình đương nhiên là rất quan trọng rồi. Gia đình giúp cho mình cân bằng trong cuộc sống. Nói cho cùng, đó cũng là hạnh phúc tuổi già. Khi đó không phải là tiền mình có bao nhiêu, mà là đội ngũ xung quanh mình. Đầu tiên là gia đình, sau đó là anh em, bạn bè, là chỗ tình nghĩa để chia sẻ, để khỏi cô đơn, cô độc. Quan điểm của tôi từ xưa đã nghĩ thế rồi. Tôi không đi về lượng, mà tôi đi về chất. Vậy ông là người khá duy tâm? Tôi rất tin vào Đức Phật. Tôi tin vào Phật Pháp nói chung và mình không theo hình thức. Tôi không đi cúng nhiều, không lễ nhiều, không mê tín, nhưng tâm mình luôn luôn hướng đến câu chuyện thiện. Mục tiêu cuối cùng, làm được gì đó cho đời. Vâng thưa ông, chúng ta đã nói nhiều về chuyện ươm mầm của Vingroup. Còn chuyện ông ươm mầm cho con cái thì như thế nào, ông có thể chia sẻ không? Quan điểm của tôi là các cháu phải chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện. Như cậu con trai đầu, ngày xưa ở bên Ukraine sân nhà tôi rất rộng, đến mùa hè tôi mua một xe gạch về đổ xuống sân. Cháu và mấy đứa bạn nữa cứ chở từ đầu này đến đầu kia sắp xếp xong là được 100 đô. Cứ như vậy, làm miệt mài cả mùa hè. Ngay bây giờ cũng thế, cũng phải lao động. Như con bé út nhà tôi bây giờ cũng thế, ăn cơm xong là phải đi dọn bát, làm việc nhà. Quan điểm của tôi là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi. Không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết súng lại làm mới ra được. Ngay cái anh này, ông khoát chỉ tay vào cậu con trai đầu đang ngồi bên cạnh mình. Bây giờ cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được. Nhân sự có mặt của cậu con trai đầu của ông ở đây, xin hỏi phải chăng là một trường hợp đặc biệt? Nếu đúng vậy, ý định của ông là gì? Ươm mầm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cười. Đây là cơ hội để cho anh ta học hỏi, nghe xem các chú, các bác, rồi bố làm việc như thế nào. Chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó vượt lên được. Con trai của ông Phạm Nhật Vượng hiện cũng làm việc ở tập đoàn Vingroup. Thưa ông, một câu hỏi cuối cùng, mục tiêu quan trọng nhất mà ông theo đuổi là gì? Mục tiêu khi là anh sinh viên đi buôn áo gió và mục tiêu của ông Phạm Nhật Vượng thời điểm này có gì khác nhau không thưa ông? Ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Đầu tiên khi đi làm là muốn kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, đỡ nghèo, đỡ khổ. Sau này có tí tiền lên thì để mình sống một cách thoải mái, sung túc, vợ con đời huề. Dần dần lớn lên nữa thì công việc là đam mê. Và đến giờ mục tiêu cuối cùng là làm được cái gì đó cho đời. Ví dụ như bây giờ, mục tiêu là phải có được một thương hiệu công nghiệp tốt. Hyundai đã làm được, Toyota đã làm được, tại sao Việt Nam mình không làm được? Mỹ có Microsoft, có Apple, tại sao mình không có được? Cứ cho là mình không phải là số 1 nhưng bét ra cũng vào top 5, top 10 đi. Những cái đó sẽ mang lại thương hiệu cho đất nước mình. Tóm lại, tôi muốn làm sao để đất nước mình được người ta biết đến ở khía cạnh trí tuệ đẳng cấp. Điều tôi luôn tự nhủ với mình là tóm lại đến cuối đời mình làm được cái gì.
mình có cầm được một đống tiền đi sang thế giới bên kia không? Tôi vẫn hay nói đùa với anh em là tôi mà sang bên kia thì chỉ cần hai tay cầm hai vali vàng mã là đủ rồi, hơn nữa thì cũng không cầm theo được. Tôi là người đơn giản. Đã có giai thoại rằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng xài một chiếc thận lừng tới 29 năm, điều đó có thật không? Không có đâu. Tôi nghĩ 29 năm thì nó hỏng rồi, làm sao mà dùng được nữa, ông Phạm Nhật Vượng cười. Nhưng chục năm thì có lẽ. Vừa nói ông vừa xăm soi cúi xuống nhìn chiếc thắt lưng của mình. Nó mở hết cả nhãn hiệu rồi. Tính tôi thực ra rất đơn giản. Cái tính ấy cũng là từ thời trẻ đến tận bây giờ. Tường Cao, Đà Trang, tuổi trẻ.vn, Độc Đáo TV tổng hợp vừa đưa tin. Đặt mua cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, cuốn sách yêu thích của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Mua sách giá tốt nhất tại link shorten.asia tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.